Is a founder of California Save Our State. Ông Ron Prince là người tổ chức của bảo vệ biên giới Hoa Kỳ. Mr. Curtis Bryan is a director of the United World Against Terror. Ông đến từ New York và ông đến từ tổ chức đoàn kết chống khủng bố thế giới. Mr. Paul Nissen, he's a founder of March Against Terror. Ông Paul Nissen là tổng thư ký của phong trào quốc tế chống khủng bố. Mr. Ted Hayes, he's a founder of Global Homeless Activists. Ông là tổ chức của thế giới bảo vệ những người vô gia cư. Mr. Aaron Cohen, he's a human rights activist. Ông là người tranh đấu cho tổ chức chống cho nhân quyền của thế giới. Mr. Nana Kassi, he is the representative of the President of Ghana. Ông là đại diện cho Tổng thống Ghana đến từ Phi Châu. Mr. Dennis Cartron, he's a co-chair of the volunteer organization California Republican Party. Mr. David Hernandez, he's a national director of National Day of Vigilance. Ông là đại diện cho phong trào bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ. Mr. Songpo Kaopalamthip, he's a news editor of Sunday Perspective, the Bangkok Post.
Ông là đặc phái viên của nhật báo Bangkok Post đến từ Thái Lan. Mr. Dennis Matthew, he is the CEO of the Video Conference Network and also the U.S. Veteran Affairs. Ông là đại diện cho tổ chức Cựu chiến binh Hoa Kỳ, Mr. Albert Gelati. It's a Free Muslim Coalition, đó là tổ chức Hồi giáo chống khủng bố. Mr. Alan Hamade, he's a former candidate for Westminster City Council and also a Vietnamese American. Mr. Cao Kien Sri Jura, he's a National Security Council member of Lion Lao Government in Exile. Ông đại diện cho chính phủ Lưu Vong Hoàng gia Lào. Mr. Frank Fry, he's a council member of the Councilman of the City of Westminster. Ông là nghị viên của Hội đồng thành phố Westminster. Ông Kermit March, Mr. Kermit March, he's also the council member of the Councilman of City of Westminster. Ông là đại diện cho nghị viên Hội đồng thành phố Westminster. Mr. James Brass, President of Navy League, Homefront Operation. Và Mr. Jesse Peterson. Xin cảm ơn quý vị. Thank you so much. Tôi xin cảm ơn chị Mỹ Thục. Để tiếp theo chương trình, thì chúng tôi xin được phép giới thiệu một số quan khách Việt Nam đã tham dự. Chúng tôi nhìn thấy có rất là nhiều vị đại diện các hội đoàn tôn giáo cũng như là cộng đồng. Nhưng mà không hiểu vì lý do khiêm nhường hay sao mà các vị thì lại không có minh vậy. Một vị khách rất là đặc biệt của cái buổi lễ ngày hôm nay mà quý vị cũng sẽ là ngạc nhiên là chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Chánh là Tổng Bí thư Đảng Dân tộc. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu Đại tướng Linh Quân Viên là Phó Tổng Bí thư Đảng Dân tộc. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cựu đệ nhất phu nhân bà Đại tướng Nguyễn Khánh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Lê Văn Tư, Chủ tịch Phong trào Quốc gia chống Cộng sản. Chúng tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Thành Trạng là Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam miền Nam California. Giới thiệu Đô đốc Lâm Nguyên Tánh sẽ lên đọc diễn văn khai mạc Ngày Quốc dân Đại hội kỳ 2. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Đô đốc Lâm Nguyên Tánh. Thưa toàn thể quý vị, quý chiến hữu và đồng chí Đảng Dân tộc Việt Nam. Thưa toàn thể quý vị, lời nói đầu tiên là để cảm ơn ban tổ chức đã dành cho tôi cái vinh dự lên đây để có đôi lời kính chào mừng toàn thể quý vị quan khách, quý chiến hữu thân mến và quý đồng hương thân thương, và kính chúc toàn thể quý vị một năm mới dương lịch với mọi điều an khang và phát đạt. Sự hiện diện của quý vị quan khách và quý đồng hương nói lên mối cảm tình sâu đậm mà quý vị dành cho chúng tôi trong một thời điểm vô cùng quan trọng, vì viễn ảnh của một sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ Cộng sản Việt Nam đã hiện ra khá rõ ràng. Chúng tôi cũng rất lấy làm phấn khởi được sự ủng hộ của quý vị quan khách và quý đồng hương để tiếp tục con đường đấu tranh cho chính nghĩa cho đến mức toàn thắng cuối cùng. Chúng tôi tri ân sâu sắc cho sự chiếu cố của quý vị, cho những nỗ lực, những cố gắng của chúng tôi bất cứ trong hoàn cảnh nào để chu toàn nhiệm vụ
tiêu diệt bọn khủng bố cộng sản và đem lại tự do dân chủ cho nước Việt Nam và sự yên ổn trong toàn vùng biển của thế giới. Kính thưa quý vị, cách đây 2 năm, lần đầu tiên một quốc dân đại hội đã được tổ chức vô cùng long trọng tại thủ đô người Việt tị nạn cộng sản miền Nam, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Cũng từ ngày quốc dân đại hội nguyên thủy này mà chính phủ cách mạng Việt Nam tự do được cải biến thành chính phủ lâm thời Việt Nam tự do và làm lễ ra mắt ngày 19 tháng Giêng năm 2003 với mục tu chính án cho hiến chương 30 tháng 4 năm 1995. Quốc dân đại hội kỳ 1 này cũng đã bầu ông Nguyễn Hữu Chánh với chức vụ Thủ tướng Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do, vị Thủ tướng đầu tiên tại hải ngoại. Kính thưa quý vị, hôm nay quốc dân đại hội kỳ 2 đem lại nhiều cải tiến tổng quát cho Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do. Từ phương diện danh xưng đến tổ chức cơ cấu và đến phương diện nhân sự. Do đó, và đồng thời, hiến chương của Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do cũng được tu chính để phản ánh cho một tổ chức chính quyền đầy đủ các cơ cấu quan trọng và cần thiết để sẵn sàng bắt tay vào việc sau khi lật đổ chế độ cộng sản tại quê nhà. Như vậy, kể từ nay, chúng tôi chỉ có chính phủ Việt Nam tự do mà thôi. Không còn chính phủ cách mạng hay là lâm thời gì nữa. Nhìn qua cấu trúc căn bản, ta thấy từ nay sẽ có một chức vụ đầu não mới. Đó là vị quốc trưởng chính phủ Việt Nam tự do. Từ khi vị cựu Thủ tướng Chính phủ từ nhiệm vì lý do công vụ, ghế Thủ tướng Chính phủ bỏ trống từ ngày 16 tháng 8 năm 2003 cho đến nay. Nhưng hôm nay, khuyết điểm này đã được điều chỉnh và một tân Thủ tướng Chính phủ đã được quốc dân đại hội biểu quyết chấp nhận. Cơ cấu chu vi của Thủ tướng Chính phủ chỉ có một cơ cấu được cải danh lại từ Hội đồng Quốc phòng thành Hội đồng Liên minh Dân tộc, phần còn lại được giữ nguyên như trước. Do đó, sự cải tiến này nhằm mục tiêu tận dụng khối óc ưu tú cao siêu của thành viên Hội đồng Liên minh Dân tộc để thiết lập các kế hoạch, các chiến lược để tiêu diệt Đảng Cộng sản Việt Nam và từ đó giải thể chế độ độc tài đảng trị trong nước và xây dựng lại quê hương mến yêu đã bị người Cộng sản tàn phá cũng như từ hơn nửa thế kỷ nay. Quốc dân đại hội hôm nay là tiếng chiêng, tiếng trống diên hồng thúc giục chúng ta tại hải ngoại cùng nhau siết chặt hàng ngũ, sát cánh kề vai với đồng đội trong nước, chuẩn bị ngày khởi nghĩa, đồng tiến lên lật đổ bọn cộng sản độc tài vong bản tại quê nhà trong năm 2005 này. Quốc dân đại hội đã sáng suốt biểu quyết thành lập chính phủ Việt Nam tự do để làm vũ khí sắc bén triệt hạ tập đoàn cộng sản độc tài chuyên chế vong bản Hà Nội, một lũ tham nhũng phản quốc đã dâng đất dâng biển cho quan thầy Trung Cộng bất chấp sự ấm no
hạnh phúc của nhân dân. Chính phủ Việt Nam tự do tập hợp những tâm hồn còn tha thiết với tiền đồ tổ quốc, sẵn sàng đứng lên nhận sứ mạng đem lại tự do dân chủ cho hơn 80 triệu đồng bào trong nước. Quốc dân đại hội là ngọn đuốc thắp sáng lên để phân biệt chính tà. Những tâm hồn mê muội còn mê ngủ dưới chiếc nền đất phủ, từ nay sẽ không còn lý do tự bào chữa là chưa thấy ánh sáng chính nghĩa. Quốc dân đại hội đánh lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Nếu không yểm trợ hay cộng tác trong mục tiêu giải phóng đất nước khỏi ách cộng sản thì cũng xin đừng có hành động phản bội hàng ngũ quốc gia chấp cộng. Đằng sau lưng các chiến sĩ đang hy sinh trong cuộc tranh đấu cam go để triệt hạ bọn quỷ đỏ tại quê nhà. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đón mừng quý vị quan khách, quý đồng hương và toàn thể quý chiến hữu và đồng chí, cũng trong tinh thần chia sẻ sự hân hoan vui mừng đã sau một chuỗi dài thời gian đấu tranh, chính phủ Việt Nam tự do đã trưởng thành. Dẫu rằng đôi lúc phải chùng chân, nhưng tụ trung phần tiến bộ và thành công vượt hẳn lên. Do đó, niềm tin tất thắng đối với chúng tôi không phải là một ảo tưởng. Xin chân thành cảm tạ sự chú ý của quý vị và xin trân trọng kính chào. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu luật sư Nguyễn Khắc Chính sẽ lên báo cáo kết quả tiền đại hội trước quốc dân. Trân trọng kính mời luật sư Nguyễn Khắc Chính, Chủ tịch Hội đồng đại biểu quốc dân. Kết quả tiền đại hội trước quốc dân mà tôi vừa nhận xét rằng người nói trước tôi đã phần nào nói về vấn đề đó, thì tôi xin lỗi quý vị nếu mà có cái gì mà trùng hợp thì nó không đến nỗi mà gọi là lặp lại cho lắm. Quý vị lãnh đạo liên phật các tôn giáo, quý vị quan khách quốc tế và Việt Nam, ông Nguyễn Phú Chánh, Tổng Bí thư Đảng Dân tộc Việt Nam, quý vị đại biểu, quý vị đại diện các cơ quan truyền thông và quý vị đồng hương, kính thưa quý đại diện, cách đây gần 2 năm, quý vị cùng chúng tôi đã về Nam California để tham dự quốc dân đại hội kỳ 1. Và hôm nay, vì nhu cầu lịch sử có những biến chuyển mới tại quốc nội và quốc ngoại, ban tổ chức đã mời quý vị và quý đồng hương
về tham dự hai ngày đại hội tổ chức tại Anaheim Plaza Hotel, thành phố Anaheim, Nam California. Quy tụ tất cả, hôm qua đó, quy tụ tất cả đại hội của các đại biểu của chúng tôi đấy, thì là quy tụ tất cả 563 người, 63 đại biểu từ năm châu về tham dự. Đây cũng là ngày họp tiền đại hội để chuẩn bị cho ngày hôm nay và có cái báo cáo này. Thưa quý điện vị, sự tham dự đông đảo của quý điện vị ngày hôm nay quả thật là một cái sự rất khuyến khích cho chúng tôi, là những người đã, tôi xin nói là liều mạng. Vì chúng tôi có hai bàn tay trắng thôi. Người ta bảo chúng tôi rằng cái lấy cái gì mà cái đánh đổ Cộng sản. Khi mà tôi bị bắt thì Cộng sản nó bảo tôi là thiên binh vạn mã, không làm gì để chúng ta. Mày là cái thằng luật sư nghĩa là gì? Nghĩa là cái thằng rối gà không chặt chứ gì. Thế mà mày làm gì? À, tại sao mày, cái thằng Nguyễn Việt Hưng nó cũng đã xách dép cho mày mà mày lại theo nó mà chống chính phủ của chúng ta? Thưa quý vị, chúng tôi không có gì cả. Thế mà chúng tôi liều mạng làm cái này 10 năm nay. Tôi biết ông Nguyễn Hữu Chánh từ 10 năm nay. Người ta hỏi rằng là ông Nguyễn Hữu Chánh và cái gọi là chính phủ của các anh ấy bị chống phá quá cỡ thơ mộc, là quá cỡ thơ mộc. Thế mà sao các anh cứ làm, các anh không bỏ? Thế là khác như vậy. Bởi vì chúng tôi cứ làm quá cỡ thơ mộc, chúng tôi cũng làm. Đấy. Thì có phải là liều mạng không? Đúng là liều mạng. Thế thế mà ngày hôm nay có một cái đại hội quang vinh như thế này. Trời ơi, bà này tôi đứng, tôi nhìn xuống tôi thấy rừng cỏ rực rỡ. Quý vị đông đảo quá sức ngoài cái sự ước mong của chúng tôi. Chúng tôi xin thành thực cảm ơn quý vị. Và tôi thay mặt cho Việt Nam Tự Do thành thật cảm ơn quý vị. Kính thưa quý liệt sĩ, hôm nay là ngày trọng đại, không phải chỉ riêng cho chính phủ Việt Nam Tự Do mà còn cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Vì một chính phủ chính thống trên công pháp quốc tế đã ra đời, thay thế cho chính phủ lâm thời Việt Nam Tự Do. Chính phủ Việt Nam Tự Do được lãnh đạo bởi quốc trưởng, hiện là một đại tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nguyên là quốc trưởng và tổng tư lệnh quân đội của nước Việt Nam sau các chính biến 1964-65. Nước của chúng ta đã được đa số các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc công nhận. Lá quốc kỳ của Việt Nam Tự Do hiện nay vẫn tung bay khắp trên các cộng đồng thế giới, cũng như đang được nhiều chính quyền tiểu bang và địa phương Hoa Kỳ chính thức công nhận và nhiều quốc gia mặc nhiên chấp nhận. Chính phủ Việt Nam Tự Do đại diện cho những người Việt đồng ý phải có một chính phủ để đương đầu với nhà nước Cộng sản. Những người quốc gia, những người Việt nếu không thân Cộng sản hoặc không chấp nhận chế độ Cộng sản, từ nay phải hãnh diện là mình đã có một chính phủ chính thống của nước Việt Nam, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau và của các cộng đồng trên thế giới. Để đương đầu với nhà nước Cộng sản trên trường quốc tế và trong cuộc đấu tranh toàn diện nhằm giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Kính thưa đồng bào, quốc gia phải y cứ vào luật pháp để điều hành. Trong tình thế hiện tại, trong khi chờ đợi một quốc hội lập hiến được toàn dân trong và ngoài nước bầu lên,
để thiết lập hiến pháp mới cho quốc gia và bầu một vị tổng thống mới cho toàn dân, thì các đại biểu của quốc dân gồm 563 vị từ khắp nơi trên thế giới tụ hội về Nam Cali ngày hôm qua, tức là mùng 1 tháng 1 năm 2005, đã thảo luận và chung quyết một hiến chương làm căn bản pháp lý cho chính phủ Việt Nam tự do. Hội đồng đại biểu quốc dân cũng đã bầu lên một quốc trưởng, đó là Đại tướng Nguyễn Khánh. Và một thủ tướng, đó là Đô đốc Lương Nguyên Tánh. Một chủ tịch và một phó chủ tịch thường trực của Hội đồng đại biểu quốc dân, đó là luật sư Nguyễn Đắc Chính và cựu dân biểu Lý Trường Chân. Một chủ tịch Hội đồng tư pháp, đó là giáo sư Nguyễn Đi Đầu. Các vị trên sẽ ý cứ vào hiến chương của Chính phủ Việt Nam tự do mà điều hành bộ máy quốc gia trên ba phương diện: hành pháp, lập pháp và tư pháp trong nhiệm kỳ 4 năm. Và nếu chúng ta giải thể được chế độ cộng sản vì tình thế, Việt Nam có thể sẽ có một chính phủ mới. Hôm nay chúng tôi được ủy nhiệm công bố bản hiến chương của Chính phủ Việt Nam tự do trước quốc dân. Bản hiến chương của Chính phủ Việt Nam tự do gồm lời mở đầu và 8 chương với 69 điều, với những khoản tu chính quan trọng đổi chính phủ lâm thời thành chính phủ Việt Nam tự do. Chuyển Hội đồng lập pháp lâm thời hai viện thành Hội đồng đại biểu quốc dân một viện, do một quốc trưởng có thực quyền lãnh đạo và một thủ tướng có quyền quản trị. Có một Hội đồng an ninh vừa tham mưu, vừa giúp quốc trưởng và thủ tướng điều hành vùng máy chính quyền trung ương và địa phương. Có một Hội đồng liên minh dân tộc để giúp quốc trưởng và thủ tướng tổ chức hội nghị liên minh dân tộc, bao gồm các chính đảng, hội đoàn độc lập ở ngoài chính phủ nhưng có chung lập trường chống cộng. Lời mở đầu khai dụng triết lý truyền thống văn hóa của nền văn hiến và văn minh tổng hợp của loài giống tiên rồng, khởi đi từ Đức Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ dựng nước, trăm con một bọc, với tâm linh tin ở Đức tối cao thượng đế là trời. Trong vòng thờ kính tổ tiên, anh hùng, anh thư dân tộc và ông bà, cha mẹ, hiến chương lấy dân tộc làm nền tảng, lấy con người làm cứu cánh, vì dân tộc là đơn vị cơ bản để xây dựng đại đồng nhân loại và hạnh phúc cá nhân, vì người là một nhân linh trong vũ trụ và có một địa vị cao trọng trong xã hội mà tự do, dân chủ, nhân quyền phải được tuyệt đối bảo vệ. Chương 1 là các điều khoản căn bản. Trong những điều quan trọng thì điều 1 xác định Việt Nam là một nước tự do, dân chủ, pháp trị, độc lập và thống nhất. Lãnh khổ bất khả phân gồm Hoàng Sa, Trường Sa, các hải đảo, đất liền. Bắc từ Hải Nam Quan, Nam đến mũi Cà Mau. Và quốc kỳ là cờ vàng ba sọc đỏ, quốc ca là bài Tiến Vào Công Dân. Điều 2 xác định sứ mạng lịch sử, thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, mở rộng băng giao quốc tế, đấu tranh giải thể cộng sản và chuẩn bị kiến thiết đất nước. Điều 8 và điều 9 quy định tất cả các công dân Việt Nam trong và ngoài nước từ 18 tuổi trở lên không chấp nhận cộng sản, tự nguyện đến tham dự quốc dân đại hội, đều có tư cách là thành viên và có quyền bầu cử và ứng cử vào các chức trưởng trong chính phủ Việt Nam từ quốc trưởng trở xuống. Chương 2 nói về quyền lợi và nghĩa vụ công dân, trong đó nhấn mạnh đến nhân phẩm, dân quyền, nhân quyền và nghĩa vụ đấu tranh giải thể chế độ cộng sản, kiến thiết đất nước. Chương 3 nói về Hội đồng đại biểu quốc dân. Hội đồng đại biểu quốc dân là nơi thể hiện tinh thần đại đoàn kết quốc dân, gồm 300 đại biểu thuộc nhiều đảng phái, thành phần xã hội không cộng sản ở trong và ngoài nước. Hội đồng đại biểu quốc dân ngoài quyền thiết lập chính sách và các luật còn có quyền bãi nhiệm chức trưởng các cấp thuộc hành pháp, lập pháp, tư pháp, những vị nào có bằng chứng hoạt động cho cộng sản. Chủ tịch và phó chủ tịch được Hội đồng đại biểu quốc dân bầu trong ngày tiền đại hội, tức là hôm qua của quốc dân đại hội. Các phó chủ tịch khác cùng đại biểu một phần được bầu ngay, một phần được thỉnh mời nếu không đến hội nghị. Hội nghị đại biểu quốc dân có một ban thường vụ gồm một chủ tịch, 8 phó chủ tịch và một tổng thư ký.
Ban thường vụ có nhiệm vụ điều hành công vụ giữa các khóa họp của Hội đồng đại biểu quốc dân. Chương 4 nói về Hội đồng hành pháp. Hội đồng hành pháp gồm Quốc trưởng, Thủ tướng và Nội các. Quốc trưởng do Hội đồng đại biểu quốc dân bầu trong ngày tiền đại hội và tuyên thệ trước quốc dân đại hội hôm nay. Thủ tướng do Hội đồng đại biểu quốc dân suy cử trong ngày tiền đại hội, tức là hôm qua, và được Quốc trưởng bổ nhiệm. Thủ tướng trình diện Nội các trước Quốc trưởng trong ngày quốc dân đại hội, tức là hôm nay. Nội các có các Phó Thủ tướng, Quốc vụ Khanh và các Tổng Bộ trưởng. Quốc trưởng lãnh đạo, Thủ tướng và Nội các điều hành bộ máy chính phủ. Với sự trợ lực của Hội đồng An ninh Quốc gia, Chính phủ được giúp đỡ bởi các Hội đồng Cố vấn, Tổng Nha Tuyên úy, Hội đồng Quốc tế yểm trợ Chính phủ Việt Nam Tự do và Hội đồng Liên minh Dân tộc. Hội đồng Liên minh Dân tộc liên lạc với các tổ chức độc lập bên ngoài để cùng nhau cộng tác trong sứ mạng chung giải thể Cộng sản và kiến thiết đất nước. Điều 32 quy định điều kiện để được bầu làm Quốc trưởng và Điều 37 quy định điều kiện để được suy cử làm Thủ tướng. Chương 5 nói về Hội đồng Tư pháp. Hội đồng Tư pháp ngoài nhiệm vụ nghiên cứu, dự thảo và làm luật cho hiện tại và khi về nước, còn có nhiệm vụ tiếp tục theo đuổi việc truy tố Cộng sản ra tòa án quốc tế. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Tư pháp do Hội đồng đại biểu quốc dân bầu và có 15 thành viên gồm các luật gia cùng các chuyên viên luật pháp được thỉnh mời. Chương 6 nói về hội nghị cao cấp ba cơ chế. Hội nghị cao cấp ba cơ chế gồm Hội đồng Hành pháp, Hội đồng Tư pháp và Ban thường vụ Hội đồng đại biểu quốc dân có nhiệm vụ kiểm điểm công tác đã thực hiện của Chính phủ, và khi quốc dân đại hội không thể triệu tập, có quyền quyết định lưu nhiệm và thời gian lưu nhiệm các chức trưởng của Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp đã được quốc dân đại hội bầu, cùng suy cử quốc trưởng trong trường hợp quốc trưởng và thủ tướng nếu rủi ro cùng mệnh chung một lúc. Chương 7 nói về thủ tục tu chính hiến chương, và chương 8 là chương chung kết xác định hiến chương gồm 8 chương và 69 điều cùng ngày chung quyết, ngày ban hành và ngày có hiệu lực. Kính thưa quý liệt vị, hiến chương được Hội đồng đại biểu quốc dân chung quyết ngày 1 tháng 1 năm 2005 tại Nam Cali, và hôm nay thay mặt Chính phủ Việt Nam Tự do, chúng tôi xin long trọng công bố trước quốc dân đại hội và đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Toàn văn bản hiến chương được công bố trên công báo của Chính phủ và báo Dân tộc, cũng như ở trong website của Chính phủ Việt Nam Tự do, đó là http://www.gvf.vn. Bản in bản văn hiến chương có để ở văn phòng Chính phủ Việt Nam Tự do, địa chỉ 12755 Brookhurst Street, căn số 201-202 Garden Grove ở Cali, và điện thoại là 714-638-9990. Chúng tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quốc dân của đồng bào. Xin cảm ơn Tiến sĩ Hà Thiên Duyệt. Kính thưa toàn thể đồng bào, ngày 30 tháng 6 năm 2002, Quốc dân Đại hội 1 quy tụ hơn 6.000 đồng bào đã bầu lên một vị thủ tướng, đó là ông Nguyễn Hữu Chánh. Nhưng vì công vụ, ông đã phải từ nhiệm. Và bây giờ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Chánh, nguyên Thủ tướng Chính phủ lâm thời Việt Nam Tự do, sẽ lên có đôi lời với đồng bào. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Chánh. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo, kính thưa Tổng Nha Tuyên úy của Chính phủ Việt Nam Tự do, kính thưa Quốc trưởng Việt Nam Tự do, kính thưa Thủ tướng
của Chính phủ Việt Nam Tự Do, của Chủ tịch Hội đồng Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Quốc dân và cùng toàn thể quý đại biểu ở khắp Nam Châu đã về đây tham dự Quốc dân kỳ 2 được tổ chức tại hội trường Anaheim Convention Center ngày hôm nay là ngày 2 tháng Giêng năm 2005. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay là ngày chính thức. Tôi xin được toàn thể đồng bào chứng nhận cho chúng tôi về cuộc lễ bàn giao chính thức mà tôi đã nhận nhiệm vụ là Thủ tướng Chính phủ lâm thời Việt Nam Tự Do cũng tại hội trường này, cũng tại địa điểm này năm 2002 vừa qua. Kính thưa quý vị, trong suốt gần 3 năm qua, chúng tôi đã cố gắng mời gọi rất là nhiều anh hùng hào kiệt ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đã mời rất là nhiều chuyên viên trí thức Việt Nam hải ngoại. Chúng tôi đã kêu gọi những vị tướng lãnh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những vị đã tham dự từ thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa trước năm 1975. Cho đến hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi đã được nhiều vị nhận lời tham dự trong Hội đồng Chính phủ Việt Nam Tự Do. Và tí nữa đây, quý vị sẽ được nhìn thấy qua phần trình diện của Hội đồng Nội các do Thủ tướng Chính phủ giới thiệu cùng với quý vị. Kính thưa quý vị, Chính phủ Việt Nam Tự Do ngày hôm nay đã chính thức ra đời với một bản hiến chương mà tiến sĩ Hà Thế Việt mới vừa công bố trước đây. Nó là sự hình thành thay nghén của không biết bao nhiêu xương máu của những anh em chiến sĩ. Họ đã âm thầm chiến đấu ở tại quê nhà trước năm 1975. Lực lượng bảo an quốc sau năm 1975, họ tiến về Campuchia xây dựng lực lượng liên quân kháng chiến Đông Dương, và rồi họ tiếp tục xây dựng mặt trận dân tộc tự quyết ở tại nội địa Việt Nam. Ở hải ngoại, xây dựng Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam gồm 17 đảng phái tổ chức phong trào đoàn thể. Sau đó, Đảng Liên đảng Việt Nam Tự Do được hình thành, và cuối cùng là Đảng Dân tộc Việt Nam. Nhờ sự hy sinh, chiến đấu dũng cảm của những chiến sĩ mà anh em thành viên trong Chính phủ Việt Nam Tự Do hiện nay đang phải nhận lãnh những bản án tù ở tại nội địa Việt Nam. Hiện tại, có một số anh em đang nhận lãnh một bản án tù tại Thái Lan, tại Phi Luật Tân và ở tại Hoa Kỳ, có chiến hữu Võ Đức Vành. Kính thưa quý vị, xương máu của anh em chiến sĩ trong Việt Nam Tự Do, họ đã đổ ra trong suốt hơn 15 năm qua, và có thể nói hơn thế nữa. Và đến giờ phút này, Việt Nam Tự Do đã có một bản hiến chương mới vừa công bố trước đồng bào. Tôi thiết nghĩ toàn thể nhân dân trong và ngoài nước sẽ rất là nức lòng khi lắng nghe được bản hiến chương này. Và nức lòng hơn nữa là tí nữa đây, quý vị sẽ lắng nghe một bài hiệu triệu của vị Quốc trưởng Việt Nam Tự Do sẽ được long trọng công bố trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Chính phủ lâm thời Việt Nam Tự Do, Đảng Dân tộc Việt Nam ý thức được rằng đã đến lúc chúng tôi cần phải phân thân và chia thành hai lực lượng. Một lực lượng của Đảng Dân tộc Việt Nam lãnh đạo và một lực lượng Chính phủ Việt Nam Tự Do. Chính phủ Việt Nam Tự Do sẽ lo công tác đấu tranh vận động quốc tế và chính trị ở hải ngoại, vận động cộng đồng kiều bào để yểm trợ trong cuộc cách mạng ở tại nội địa Việt Nam, mà Đảng Dân tộc Việt Nam sẽ nhận sứ mệnh đó để hoàn thành trước ngày hôm nay, trước toàn thể quốc dân trong đại hội kỳ 2 này.
Cho nên quý vị mới vừa được ban tổ chức giới thiệu Đại tướng Linh Quang Viên hôm nay là chính thức là Phó Tổng Bí thư của Đảng Dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, Đảng Dân tộc Việt Nam còn có một vị tướng lãnh, đó là Trung tướng Tôn Thất Đính, cũng sẽ tham gia chính thức trong Đảng Dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, thành phần nội các của Chính phủ Lâm thời Việt Nam Tự Do có một số anh em trước đây đã hoạt động trong hội đồng nội các, hôm nay chính thức đứng về phía của Đảng Dân tộc Việt Nam để lo công tác ở quê nhà. Đó là chiến hữu Chu Tấn, Bí thư Đảng bộ Hải ngoại, chiến hữu Nguyễn Hồng Lĩnh và nhiều chiến hữu khác. Chúng tôi sẽ mở hai mặt trận. Sau ngày quốc dân đại hội này, Đại tướng Quốc trưởng Việt Nam Tự Do sẽ đi công du trên khắp thế giới, sẽ gặp gỡ toàn thể đồng bào ở mọi nơi để kêu gọi đồng bào ủng hộ và ủng hộ cho cuộc cách mạng ở quê nhà. Chúng tôi, Đảng Dân tộc Việt Nam, hứa với đồng bào quốc dân sẽ nhận trách nhiệm này và xin đồng bào cùng toàn thể các chị em thanh niên hãy ủng hộ cho Chính phủ Việt Nam Tự Do trong ngày hôm nay vừa công bố, và công việc tại quê nhà chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh này, và 2 năm chúng ta sẽ trở về quê hương. Kính thưa quý vị, Đại tướng Nguyễn Khánh, cựu Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa, cầm trên tay một nắm đất, rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất Việt Nam của chúng ta năm 1965. Đại tướng Nguyễn Khánh công bố cái hiến chương Vũng Tàu, và cái hiến chương đó đi ngược lại đường lối của quốc tế, cho nên Hoa Kỳ phải yêu cầu Đại tướng Nguyễn Khánh rời khỏi Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta thành lập cái hiến chương Việt Nam Tự Do, nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước yêu cầu Đại tướng Nguyễn Khánh trở về nước. Tôi tin chắc rằng với cái tinh thần dân tộc tự quyết này, toàn dân trong và ngoài nước sẽ nước lập. Tinh thần dân tộc tự quyết bắt buộc mỗi công dân Việt Nam chúng ta đều phải chấp nhận. Bởi vì chỉ có tinh thần dân tộc tự quyết, chúng ta mới xây dựng đất nước Việt Nam tiến bộ, phú cường và ngang hàng với các nước trên hoàng vũ này. Chúng ta có những người bạn đồng minh. Chúng tôi được biết những người bạn đồng minh đang đến đây, họ đang làm việc với một cơ quan đặc biệt của Hoa Kỳ. Nhưng xin quý vị, xin các bạn hãy cho đất nước chúng tôi quyền tự chủ của dân tộc, vì nhân dân Việt Nam có một truyền thống vô cùng hào hùng và không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ một quyền lực nào của thế giới bên ngoài. Tôi xin Chính phủ Hoa Kỳ, tôi xin ông Tổng thống George Bush, Hội đồng Nội các của Chính phủ Hoa Kỳ hãy lấy lại sự công bằng cho dân tộc Việt Nam của chúng tôi. Kính thưa quý vị, Đại tướng Quốc trưởng Việt Nam Tự Do sẽ ra mắt cùng toàn thể đồng bào. Đại tướng Quốc trưởng Việt Nam Tự Do sẽ thưa chuyện cùng toàn thể đồng bào. Và tôi tin chắc rằng sau buổi nói chuyện này của Đại tướng Nguyễn Khánh, đồng bào trong và ngoài nước sẽ nhìn thấy cái tấm lòng của Đại tướng. Vì vậy cho nên chúng tôi là lớp trẻ có nhiệm vụ để thưa chuyện cùng với đồng bào, là phải giành lại một sự công bằng cho một người yêu nước, mà người yêu nước đó đã 40 năm qua âm thầm chịu đựng, chịu nhiều cay đắng. Và đến giờ phút này, người yêu nước đó trong 40 năm qua có cơ hội để gặp gỡ cùng toàn thể đồng bào. Chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm để bảo vệ cho những người lãnh đạo, mà những người lãnh đạo đó lúc nào cũng hướng về quê hương dân tộc Việt Nam của chúng ta. Kính thưa quý vị, tôi ý thức được bổn phận và trách nhiệm của tôi. Tôi được biết tất cả anh chị em quân đội trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi được biết ở hải ngoại có một
cao trào về quân đội. Đó là đại hội toàn quân. Được nhiều vị tướng lãnh, sĩ quan cao cấp, tôi được biết sau 30 năm lưu vong hải ngoại, đã có rất nhiều hội cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhiều hội cựu tù nhân chính trị, những anh chị em, tất cả các anh em trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang mơ ước, đang muốn một vị tổng tư lĩnh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại trên quả địa cầu này đứng ra nhận lãnh cái trách nhiệm tranh đấu để giải cứu cho quê nhà thoát khỏi Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi ý thức được rằng đã đến lúc chúng ta cần có một sức mạnh tổng lực, đã đến lúc chúng ta cần kêu gọi một liên minh dân tộc Việt Nam ở trên mọi bệnh viện, ở nhiều thành phần của dân tộc. Cho nên chúng tôi mời gọi Đại tướng Nguyễn Khánh, cựu quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa, cựu tổng tư lệnh của Việt Nam Cộng Hòa tham dự trong chính phủ Việt Nam Tự Do, và kể từ giờ phút này Đại tướng Nguyễn Khánh chính thức là quốc trưởng Việt Nam Tự Do của chúng ta. Tôi tin chắc rằng sau buổi đại hội này, các anh em trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ rất là nức lòng, vì đại tướng tuổi đời đã hơn 80, nhưng đại tướng vẫn tiếp tục và đã hứa với chúng tôi và sẽ hứa với đồng bào trong nay mai, đại tướng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, và đại tướng sẽ không bao giờ chấp nhận cái chế độ cộng sản còn ngự trị trên quê nhà của chúng ta. Ngày hôm nay tôi được xin lên đây để cùng chia sẻ với quý vị lý do tại sao. Và bây giờ là lúc mà chúng tôi xin trân trọng kính mời Đại tướng Nguyễn Khánh, quốc trưởng của Việt Nam Tự Do, cùng với đồng bào trong ngày đại hội này, trân trọng kính mời đại tướng và xin thành thật cảm ơn quý vị. Kính mời tất cả quý vị an toàn. Trước khi mà đại tướng quốc trưởng ban hiệu triệu, thì đại tướng sẽ làm lễ tuyên thệ trước bàn thờ tổ quốc. Chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư Nguyễn Huy Đậu, chủ tịch hội đồng tư pháp, và luật sư Nguyễn Khắc Chính, chủ tịch hội đồng đại biểu quốc dân, lên trên khán đài để chứng kiến sự tuyên thệ của đại tướng trước bàn thờ tổ quốc. Trân trọng kính mời đại tướng hướng về bàn thờ tổ quốc. Trân trọng kính mời đại tướng. Trước bàn thờ Tổ quốc Việt Nam, trước Hồng Thiên sông núi, trước anh linh của các bậc tiền nhân, tôi Nguyễn Khánh xin nguyện chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng để thực hiện được cho Tổ quốc Việt Nam độc lập và thống nhất, cho dân tộc Việt Nam được hạnh phúc, tự do, cùng đó nguyện ơn trên chứng giám và phù hộ cho chúng tôi trong nhiệm vụ vá biển lấp trời này. Lời tuyên thệ này là lời tuyên thệ duy nhất của đời tôi,
trước Hồng Thiên sông núi, ở tại Thiên Hậu, Đồng Tháp, miền Nam Việt Nam vào mùa thu 1945, những ngày đầu tháng của cuộc cách mạng chống lại chế độ thực dân Pháp. Và hôm nay, sau gần 40 năm, tôi vẫn giữ nguyên vẹn lời thề và quyết tâm tranh đấu cho đến khi nào đạt được các mục tiêu vừa kể cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Tôi, Đại tướng Nguyễn Khánh, là cựu quốc trưởng của Việt Nam Cộng Hòa và quốc trưởng của Việt Nam Tự Do hiện nay. Vì Việt Nam Tự Do là tương lai của đất nước. Đất nước của chúng ta đang chuyển mình bước qua một giai đoạn mới. Hôm nay đầu năm 2005, tôi trân trọng kính chào và chúc mừng toàn thể đồng bào và quý vị, cũng như xin được chia sẻ mọi lo hiện tại với niềm tin mãnh liệt của tôi về một ngày mai tươi sáng, không còn xa bao lâu nữa đâu, cho Tổ quốc Việt Nam. Chế độ độc tài, đảng trị sẽ phải ra đi. Chính nghĩa tự do phải toàn thắng. Kính thưa đồng bào, ngày nước phục hưng với sự đóng góp chung của toàn dân trong và ngoài nước đang tiến tới với chúng ta. Dân chủ và dân bản chắc sẽ đến với dân tộc ta trong vòng vinh quang và sẽ sáng ngời trên đất nước của chúng ta từ Huế, Hà Nội và Sài Gòn. Và hạnh phúc, an lạc sẽ có trên mọi nẻo đường của đất nước yêu thương của chúng ta. Niềm tương đại thắng này, tôi cũng muốn chia sẻ với quốc dân đã dựa trên hoàn cảnh đất nước hiện tại, khi tiếng kêu khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam đang vang lên toàn cầu. Mọi người Việt Nam chúng ta đều thấy rõ mối nguy cơ cho Tổ quốc Việt Nam và nền độc lập đang bị đe dọa một cách đang bị đe dọa bởi các nước liên bang có nền văn minh hơn chúng ta. Dân chúng ở Việt Nam đa số còn đang nghèo khổ và chịu nhiều bất công qua mọi hình thức bóc lột, giai cấp từ tập quyền đảng trị lãnh đạo cộng sản cho đến kẻ dựa trên những uy quyền này cướp đoạt và tạo ra mọi bất công xã hội mà nhân dân Việt Nam đã là một nạn nhân. Nạn nhân của văn hóa suy đồi, nạn nhân tham nhũng và nạn nhân của sự nghèo đói, khổ cực qua bằng chứng sau đây.
trẻ em không đủ điều kiện đến trường vì thiếu thốn và kỳ thị, dân chúng bị sức cản lao động để làm mọi việc lao động rất nặng, đến những việc tủi nhục xấu hổ khác như mấy hình thức bán nô lệ và các nước văn minh hơn, bán nô lệ, bán người Việt Nam cho các nước văn minh hơn. Nhưng nhân dân sống trong đe dọa, thiếu hẳn mọi quyền, tự do căn bản, tự do con người, tự do ngôn luận, tự do tin tưởng, tự do tôn giáo bị đàn áp, tự do sống quyền là người, tự do xâm phạm những quyền là người của những người công dân Việt Nam ở trên đường đối. Quốc dân đồng bào thân mến, mọi yếu tố vừa kể với đồng bào, những cơ nguy của tổ quốc và dân tộc Việt Nam, nguy cơ của sự bị trị trở lại cho dân tộc ta, nguy cơ bị án bị áp bởi những nước có nền văn minh sáng hơn, nguy cơ cho nền văn hóa nghìn năm văn hiến của chúng ta là một nguy cơ đáng sợ nhất, và một nguy cơ đáng sợ nhất cho toàn thể nhân dân Việt Nam, đó là nguy cơ của cảnh cốt nhục tương tàn mỗi lần một lần nữa lại trở nên mảnh đất thân yêu của chúng ta. Sau khi nước nhà được thống nhất, nhà nước chủ nghĩa xã hội Việt Nam đã chối bỏ thực thể Việt Nam vẫn còn là một trong bốn nước nghèo nhất của cha xã hội chủ nghĩa. Họ làm ngơ với cái lỗi lầm của họ, sự thiếu kinh nghiệm, thiếu học hỏi để phục hồi Việt Nam giành lại nền độc lập sau khi Thế chiến thứ hai. Họ làm ngơ trước những biến đổi, mọi chuyển hóa toàn cầu trong kỷ nguyên mới, sự thay đổi đột ngột của Cộng sản Liên Xô và khối Cộng sản Đông Âu là một bài học mà họ sợ hãi sẽ bị mất cái lãnh đạo độc đảng của họ. Do đó, tổ quốc và dân tộc Việt Nam vẫn còn bị thống trị bởi uy quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, nước nhà vẫn còn quanh quẩn không có lối ra, không có lối thoát. Dân tộc Việt Nam vẫn còn nghèo khó, dân trí vẫn còn bị nạn, hạn chế vì sự kiềm hãm độc tài, độc quyền, kinh tế không được phát triển đúng mức, mọi tiềm lực quốc gia không được khai thác, và Cộng sản Việt Nam đã để bỏ đi nhiều cơ hội phục hưng tổ quốc mà đáng lẽ dân tộc ta đã được hưởng từ lâu. Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chối bỏ cái thực tế chưa đem lại tự do, dân chủ và độc lập thật sự cho dân tộc. Nhà nước xã hội chủ nghĩa không Việt Nam không hiểu rằng bất cứ lúc nào trong giai đoạn này, người dân bất khuất Việt Nam sẽ không còn chịu đựng được lâu dài nữa.
Vì vậy, mọi người Việt Nam trong nước, kể cả trong những đảng viên cộng sản, sẽ trần dược đứng lên và họ chính họ sẽ hô ta hô to đã đảo cộng sản. Một đảng độc, một độc đảng không còn hợp thời, một chế độ đảng trị cho bất cứ dân tộc nào trên thế giới này chắc chắn sẽ bị cáo chung. Một chân đồng bào trong mấy giờ điểm ngày cáo chung của tập thể lãnh đạo Đảng Cộng sản đã đến. Ngài quốc dân Việt Nam trong và ngoài nước ta phải làm phần sự để giành lại quyền tự chủ cho dân tộc Việt Nam. Nói như vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Để tháo gỡ mọi bức trắc và ổn định cho tổ quốc Việt Nam. Tôi rất lo âu và muốn cùng chia sẻ với đồng bào trong và ngoài nước. Không thể có một tình hình chính trị nguy hiểm xảy ra, tạo nên một cơ hội cho ngoại bang nhúng tay vào việc làm nội bộ của chúng ta, vào nội bộ của dân sân Việt Nam một lần nữa. Khi xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản Việt Nam bị chính nhân dân Việt Nam bước đầu lật đổ, và cũng không thể cho cảnh quán thù hỗn loạn xảy ra gây đổ máu trong một cuộc nội chiến mới trong cảnh cốt trục tân trào. Không thể để cho nhân sinh hỗn loạn biến động chính nước nhà trong tình trạng vô chính phủ, ảo cơ hội cho gian thương làm giàu, cướp bóc thiệt hại sinh mạng và tài sản của nhân dân như đã từng xảy ra trong các cuộc bạo loạn mà chúng ta đã thấy trước. Kính thưa toàn thể đồng bào, trong ngày đại hội quốc dân vừa rồi, trong tinh thần dân chủ, đại diện khắp nơi trên thế giới đã về đây tụ họp và đã bầu tôi lên nhiệm vụ quốc trưởng Việt Nam tự do. Tôi xin khiêm tốn nhận lãnh trách nhiệm khó khăn này. Nhiệm vụ trước mắt của tôi là kết hợp tất cả những đảng phong trào tranh đấu tại hải ngoại, nhất là ở tại trên đường Hải Nội ở ngoài Hải Nội. Việt Nam tự do sẽ xây dựng trên nền tảng liên minh dân tộc, lấy tổ quốc làm nền tảng, lấy dân tộc làm gốc rễ, lấy nhân phẩm dân tộc làm lý tưởng chủ đạo để phục hưng tổ quốc trong một ngày nền dân chủ đa nguyên, trong một nền dân chủ đa nguyên. Khi đất nước ổn định, tiến trình tổng tuyển cử sẽ phải được thực hiện.
trong tinh thần dân chủ thật sự. Một, sẽ có một quốc hội lập hiến và một thành phần nội các của chính phủ sẽ đứng ra và đứng vì từ dân lên, vì chúng ta quyết định, dân tộc tự quyết. Dân tộc Việt Nam đã đến giờ phải tự quyết định cho tương lai đất nước mình. Tôi rất hãnh diện là một công dân của dòng dân Lạc Hồng. Bất cứ trên cương vị nào trong tuổi đời của chúng tôi cũng chỉ biết phục vụ cho dân tộc Việt Nam. Vì quyền lợi của toàn dân, vì tiền đồ của tổ quốc, tôi xin hiến trọn phần cuộc đời còn lại cho nền dân chủ, tự do, hạnh phúc thật sự cho Việt Nam. Tôi cảm thấy chúng ta cũng chưa biết rằng không ai thương người Việt Nam cho bằng người Việt Nam chúng ta. Không ai có thể cứu nước Việt Nam bằng người Việt Nam chúng ta. Thưa toàn thể quý vị và quốc dân, ơn cơ trời đã định, cơ trời đã định Việt Nam tự do muôn năm, tổ quốc Việt Nam bất diệt. Xin trân trọng kính mời quốc trưởng về cho bàn người để chuẩn bị ký xác lệnh đầu tiên. Và bây giờ thì quốc trưởng Việt Nam tự do sẽ ký xác lệnh đầu tiên để bổ nhiệm vị thủ tướng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Trung tá Nguyễn Văn Đôn lên đọc xác lệnh để trình quốc trưởng ký. Tôi xin được phép tuyên đọc xác lệnh bổ nhiệm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tự do, Quốc trưởng Việt Nam tự do, chiếu hiến chương ngày 30 tháng 4 năm 1995 thành lập Chính phủ Cách mạng Việt Nam tự do, chiếu nghị quyết của Quốc dân Đại hội ngày 29-30 tháng 6 năm 2002 thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do với ba cơ quan: Hội đồng lập pháp lâm thời, Hội đồng hành pháp lâm thời, Hội đồng tư pháp lâm thời ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2002. Chiếu hướng chương Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2002. Chiếu đạo luật số 1 ngày 26 tháng 10 năm 2002 thiết lập cơ cấu và căn bản Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do. Chiếu xác lệnh số 1 của Hội đồng Hành pháp Quốc gia ngày 26 tháng 10 năm 2002 và chiếu hiến chương của Chính phủ Việt Nam tự do ngày 1 tháng 1 năm 2005, chiếu nhu cầu công vụ xác lệnh số 0001 trên văn phòng quốc trưởng. Điều 1, nay bổ nhiệm đô đốc Lâm Nguyên Tánh giữ chức vụ phó chủ tịch Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tự do. Điều 2, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tự do được bổ nhiệm chiếu nhiệm vụ thi hành và xác lệnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, yêu cầu Hội đồng đại biểu quốc dân, Hội đồng tư pháp, Hội đồng hành pháp, Hội đồng cố vấn quốc gia, Hội đồng liên minh dân tộc tạo điều kiện thuận tiện để Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tự do hoàn thành nhiệm vụ giao phó. Làm tại lý do Sài Gòn,
ngày 2 tháng 1 năm 2005, Đại tướng Nguyễn Khánh. Xin trân trọng giới thiệu với quốc dân đồng bào, Thủ tướng Lâm Nguyên Tánh, Thủ tướng của Chính phủ Lâm thời Việt Nam Tự Do. Của Chính phủ Việt Nam Tự Do. Bây giờ thì chúng ta không còn là Lâm thời nữa, mà chúng ta chính thức là một Chính phủ Việt Nam Tự Do. Tôi xin mời toàn thể quý vị an tọa, và bây giờ thì Quốc trưởng Việt Nam Tự Do có vài lời với lại quý vị quan khách ngoại quốc. Xin mời Quốc trưởng. Dạ, xin quý vị an tọa. Trước đó tôi xin giải thích cái cờ này. Dạ, cái cờ trước đây là cái cờ của vị Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng hòa, là cái cờ của tôi. Cái cờ này là cái cờ chủ quyền của dân tộc chúng ta. Your Excellency, ladies and gentlemen, I try to tell you something from the bottom of my heart. Is I always take the opportunity and give to me to deeply recognize our sentiment vis-a-vis of your help when we were some time ago, 20 years ago, in the deep sea, and you will serve us here, open now and open heart. Thank you very much. The second thing I would like to tell you is the fighting against the dictatorial system. On the old day we call it communist, but today they have another face. But anyway, we appreciate your sacrifice trying to save Vietnam from the dictatorial of North Vietnam. But now, ladies and gentlemen, some of our people, the Vietnam, the American of Vietnamese ancestors, are fighting right now in Iraq with the American. So, you see, we are very close together. My last thing is, please help us. Help us to go back in Vietnam, to bring the democracy, to bring the freedom. If we can do that, I am sure that you will lose forever your Vietnamese, Vietnam. Vietnam Center. Thank you. Kính thưa quý vị quan khách ngoại quốc, các vị thân hào nhân sĩ, quý vị chủ tịch và đại diện các cộng đồng, các tổ chức chính trị và các
đại diện truyền thông báo chí. Hôm nay tôi được cái vinh hạnh để trình lên quốc trưởng và toàn thể quý vị thành phần của Chính phủ Việt Nam Tự Do. Chúng tôi xin bắt đầu trình diễn với quý vị Tổng Nha Trương Quý của Chính phủ Việt Nam Tự Do sẽ gồm có những nhân vật sau đây. Linh mục Phan Phát Huồn, Tổng Giám đốc Tổng Nha Tuyên Quý, xin trân trọng kính mời linh mục lên sân khấu. Hòa thượng Thích Đắc Liệt, Giám đốc Nha Tuyên Quý Phật Giáo, xin mời hòa thượng lên sân khấu. Linh mục Đỗ Minh Tâm là Giám đốc Nha Tuyên Quý Công Giáo, ngài đang bị bệnh, ngài không thể về hiện diện trong ngày hôm nay được. Mục sư Nguyễn Phú Cam, Giám đốc Nha Tuyên Quý Tin Lành. Nhân sĩ Phật Giáo Hòa Hảo, cụ Phan Thanh Nhãn, cụ đang bị bệnh, cụ cũng không xuất hiện trong ngày hôm nay được. Về phía Tuyên Quý Cao Đài, chúng tôi xin trân trọng mời hiện tại Nguyễn Sao Đáp. Xin trân trọng mời Thượng tọa Thích Tuệ Uy, Phó Giám đốc Nha Tuyên Quý Phật Giáo. Xin mời Thượng tọa Thích Tuệ Nghiêm, Thượng tọa Thích Tuệ Chiếu, Thượng tọa Thích Tuệ Chiếu và Nico Tuệ Tử. Xin mời hiện tại Võ Thanh Liêm bên Tuyên Quý Cao Đài và lễ danh Ngọc Anh Thanh. Tiếp theo đây, chúng tôi xin kính trình với toàn thể quý vị Hội đồng Cố vấn Quốc gia. Xin trân trọng kính mời giáo sư Ngô Trọng Anh là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Quốc gia. Xin mời cụ nhân sĩ Hoàng Văn Minh là Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Quốc gia. Xin mời nhân sĩ Lê Quang Thái là Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn. Kế đến, chúng tôi xin được trình lên Quốc trưởng và toàn thể quý vị Hội đồng Nội các của Chính phủ Việt Nam Tự Do. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Tiến sĩ Hà Thế Tuyệt, Phó Thủ tướng. Đồng thời chúng tôi cũng có bác sĩ Phan Văn Nghĩa là Phó Thủ trưởng đặc trách Quốc nội. Xin mời giáo sư Dương Đại Hải, Tổng trưởng Ngoại giao. Cá nhân chúng tôi là Trương Ngọc Thu, là phát ngôn viên chính phủ. Xin mời Trung tá Nguyễn Văn Đô, Bộ trưởng Bộ Thủ tướng. Xin mời Thiếu tướng Nguyễn Văn Sĩ, Tổng trưởng Bộ Dân vụ. Chúng tôi có Đại tá Trần Thanh Sơn là Tổng trưởng Quốc phòng ở trong quốc nội. Chúng tôi có giáo sư Nguyễn Quốc Thái là Tổng trưởng Bộ Nội chính ở Quốc nội. Xin mời Đại tá Lê Thương, Bộ trưởng Cựu chiến binh. Xin mời ông Kim Phương, Bộ trưởng Bộ sắc tộc. Xin mời ông Châu Trương, Bộ trưởng Bộ Thương mại. Xin mời Thứ sư Nguyễn Đại Ngữ, Bộ trưởng Bộ Thanh niên. Xin mời Đại tá Phùng Ngọc Cẩn, Thứ trưởng Quốc phòng. Xin mời Tiến sĩ Lê Hoàng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đặc trách Âu Châu. Xin mời ông Y Bô Ba, Thứ trưởng Sắc Tộc. Xin mời ông Trần Thanh Cát, Thứ trưởng Bộ Dân vụ đặc trách Âu Châu. Xin mời ông Huỳnh Bá Phục, Thứ trưởng Bộ Dân vụ đặc trách Úc Châu. Xin mời ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Dân vụ đặc trách miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Xin mời Dược sĩ Phạm Khiêm, Thứ trưởng Bộ Dân vụ đặc trách Tây Nam Hoa Kỳ. Xin mời ông Nguyễn An Hiệp, Thứ trưởng Bộ Dân vụ đặc trách Trung Bắc Hoa Kỳ. Xin mời ông Nguyễn Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Dân vụ đặc trách Đông Bắc Hoa Kỳ. Xin mời bà Nguyễn Thương Cúc, Thứ trưởng Bộ Dân vụ đặc trách Đông Nam Hoa Kỳ. Xin mời nha sĩ Trần Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Xã hội. Chúng tôi có kỹ sư Nguyễn Bảo Ân là Thứ trưởng Bộ Thanh niên đặc trách Quốc nội. Chúng tôi có tiến sĩ Trần Thanh Hải là Thứ trưởng Bộ Thanh niên đặc trách Âu Châu vì lý do công vụ không có mặt nơi đây. Chúng tôi có kỹ sư Nguyễn Ngọc Diệp là Thứ trưởng Bộ Thanh niên đặc trách Úc Châu nhưng đang trên đường công tác cũng không có mặt nơi đây.
Chúng tôi có ông Nguyễn Hoàng Sơn, Thứ trưởng Bộ Thanh niên đặc trách của Âu Châu, cũng đang trên đường công tác không có mặt ở đây. Chúng tôi xin mời kỹ sư Vũ Trực, Thứ trưởng Bộ Thanh niên. Xin mời kỹ sư Sinh Cẩm Minh, Thứ trưởng Bộ Thanh niên. Xin mời kỹ sư Nguyễn Trung Trực, Thứ trưởng Bộ Thanh niên. Và thưa với lại tất cả quốc dân đại hội, nhân dịp này chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến quý vị Hội đồng Tư pháp và Hội đồng đại biểu quốc dân. Đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng kính mời giáo sư Nguyễn Huy Đậu là Chủ tịch Hội đồng Tư pháp. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư pháp. Xin mời hai vị cũng lên sân khấu lên để trình diện với quốc dân viên và trước quốc trưởng. Về Hội đồng đại biểu quốc dân, chúng tôi xin được trân trọng kính mời luật sư Nguyễn Khắc Chính là Chủ tịch Hội đồng đại biểu quốc dân. Cựu dân biểu Lý Thượng Trân là Phó Chủ tịch thường trực. Hơn 560 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới đã về. Chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị đại biểu từ các nơi xa trên thế giới về. Xin mời đứng lên tất cả quý vị và đại biểu từ các nơi trên thế giới. Tôi Quốc trưởng Việt Nam Tự Do long trọng chấp nhận chính phủ Việt Nam Tự Do mà Thủ tướng vừa giới thiệu. Trưởng Thủ tướng và cảm ơn nội các. Chúng tôi xin mời quý vị trở về an toàn.